Dạ, xin kính chào quý bà con cô bác trên kênh Dung Dân Dung Vẻ. Dạ, hôm nay thì cũng là buổi chiều thứ bảy. Hôm nay thì tranh thủ chạy xuống hội quán. Trên sân khấu bữa nay thì rất là sum tụ cả nhà đó. Dạ, ủa hello bé Nhi. Dạ chào bà con cô bác. Rồi, nãy giờ đang tập kịch chung với lại Tuấn với lại Hải Châu hả? Dạ. Tối nay em diễn luôn hả? Đúng rồi. Ghê vậy, vai gì? Vai nhậu nhẹt phải có em. Vai nhậu nhẹt. Ghê vậy. Bạn nhậu của anh Châu. Bạn nhậu của Hải Châu. Ủa còn vai nào không cho chị vô vai? Nhậu chung em. Ừ. Vai nó đinh lắm á, giỡn vậy. Thiệt, mấy cái đó thì chỉ có chị với em vô nó mới hợp thôi. Đúng rồi, chứ không ai nhận mấy ai đâu. Dạ, tối nay thì Hải Châu với lại Thành Tuấn với Thanh Trương sẽ có một tiết mục. Thì không biết rằng tiết mục tối nay như thế nào, nhưng mà hình như là có mình có nhậu nhẹt gì với nhau hay sao? Dạ. À, nhóm 2, ba con khỉ xin chào tất cả bà con. Ủa có tên luôn hả? Đó, đòi sao khỉ? Ba con khỉ. Thôi mình đặt cái tên gì để anh lấy cái nem luôn đi. Lấy của tình tiếng Anh đi, ba con mân khỉ. Không, mình phải lấy cái tên gì cho nó dễ nhớ để mai mốt mình thành cái tên nhóm, ví dụ như là nhóm hài Bảo Trung nè, nhóm hài gì gì đó, có nghĩa không đang ví dụ. Dạ. Thì bây giờ mình nhóm hài Miệt Dương. Đúng rồi. Ừ. Hoặc là nhóm hài Ngôi Sao Miệt Dương. Dạ. Cũng nhà bà con cô bác. Mà mẹ là Ngôi Sao Miệt thì bị dùng nó Dương. Đúng không? Ngôi Sao Miệt Dương. Nhưng mà phải bốn người. Đúng rồi, phải có nữ, phải có đàn. Có nữ vô mới nhóm hài tụi em đang thiếu nữ. Hay gọi là Dương Thịnh Nam Si. Ba trai không có đứa. Sao Miệt Dương hả? Dạ. Thì chị Dung vô thằng Duyên nữ làm đào. Đó. Làm đào là làm gì? Là làm vai nữ, vai nữ. Còn tụi em là ban nam. Đào như đào chứ đào, đào, đào chánh, đào phụ đồ đó, hiểu không? Chứ không phải là đào đào, làm đào là làm kia. Sao mà đúng không? Sao chị hỏi quá, chị không biết giải thích chuyện sao luôn á. Đào là đào kép. Thì ngay, giống như tụi em kép chị đào. Đúng rồi. Thì ngày trước em cũng có clip em giải thích cho chị Dung rồi đó. Vậy hả? À lúc chị đó đóng trong cái vở kịch của chú Bảo Trung á, anh Dương Dừa là chỉ là đào á, đào kép á. Cái gì đào chánh rồi gì gì đào. Đào phụ, đào nhì, đào mụ, đào là. Đó. Đầu đài, đầu vỏ. Ừ thì nói chung là cho gì làm đó à, mà túm lại là làm gì mà phải tập. Hay chị làm đào Vũ Thanh đi. Đào Vũ Thanh hả? À? Thôi để cho anh làm đi. muốn bị ăn đòn nữa nè. Ừ. Làm gì cũng được nhưng mà phải tập đàng hoàng, vợt đàng hoàng. Chứ không có lên sân khấu mà diễn sợ lắm. Thì đó, tối nay em cùng tụi em đang tập hồi hộp đó nè. Hồi hộp gì? Hồi hộp tới diễn là đứa diễn với nhau, diễn đêm thứ bảy, hồi hộp lâu rồi không diễn đêm thứ bảy, hơi lo. Sân nhà mình mà lo gì trời. Ba đứa là tập nãy giờ. Biết cười. Tại bữa lẽ ra là tụi em diễn từng trước rồi đó, xong rồi cái do chưa có chu lắm cho nên là giờ qua chuyện này, tụi em giờ qua chuyện này để tập kỹ hơn. Chị nhớ rồi, tuần trước là giờ chương trình với chạy chương trình là thấy có tụi em nè, mà tới hồi là cái đêm diễn là không có, xong bà con cô bác cũng thắc mắc đó. Có thắc mắc rồi nói là tưởng là bị cắt tiết mục của tụi em. Dạ, nhưng mà tại lúc đó thì cũng chưa chuẩn bị kỹ nên là cũng anh Phương nói thôi để chuẩn bị kỹ để hãy lên phục vụ bà con cô bác. Bữa nay hôm nay được nhiều mảng miếng hơn. Dạ, hôm nay thì cũng nhiều mảng miếng hơn. Mà đang sợ rồi không biết làm ra không chị? Tại kiểu hôm bữa là cái mút là tụi em đang sẵn sàng rồi, kiểu cũng sẵn sàng lên diễn rồi, xong rồi mà thấy nó chưa có nhiều mảng miếng qua nên là về tinh thần đó là hôm bữa là tinh thần là sẵn sàng, nhưng mà cái nội dung thì nó chưa có đầy đủ. Hôm nay thì nội dung đầy đủ nhưng mà do là chờ đợi một tuần này nên là cũng hơi lo lắng bị áp lực. Trời ơi, là sao có gì đâu. Nhá. Cái tinh thần là cái tụi em tự lấy tự lụm vô, mà giờ tụi em lụm lại cái tinh thần của tuần trước thôi là xong rồi. Chẳng. Ừ. Giờ mình tự cài vô, lấy lại tinh thần của tuần trước. Khó lắm chị, phải trông ngược lại tuần trước phải lụm lận lâu lắm. Có gì đâu. Do mình nghĩ thôi mà. Do mình nghĩ là mà tuần này mình làm thiệt là vui, tuần này mình làm vui, tuần này mình làm thiệt là năng động. Bây giờ chị cho em cái động lực gì đi em lấy tinh thần. Đưa cái mặt đây. Động. Đưa cái mặt đây. Đưa một mặt cái đây. Chị đâu em cho hai cái chị. Đủ rồi em có lực không? Lực. Em chưa nghe một vị hiền chít nói à, khi người ta đánh vào má trái của bạn, bạn phải đưa cái má phải còn lại cho họ đánh tiếp. Cái đó là Chúa nói đó. Ủa vậy ai? Cái đó là lời của Thiên Chúa. Ủa vậy á? Khi người ta vả má em phải nói con thì con hãy đưa má trái luôn cho người ta vả luôn. Cái gì là của Chúa nói?
Không, thì ý nghĩa đơn giản thôi, có nghĩa là mình cái tôi mình kim nhường á, rồi túm lại là mình thứ nhất là mình vị tha nè, kim nhường nè, rồi mình nhận về cái phần sai về mình, rồi mình nhận thiệt thòi chút cũng đâu có sao đó. Nhưng mà chị thấy rằng cái vụ mà tinh thần đó thì nó dễ lắm, tụi em chỉ cần đổi cái suy nghĩ của tụi em thôi là xong. Tối nay không phải là cố gắng nữa mà là tối nay mình làm thiệt là hay. Dạ. Tối nay mình làm thiệt là hay, tối nay mình hôm nay mình được tập nhiều hơn rồi, mình sẽ làm ngon hơn tuần trước. Dạ. Ừ, thiệt mà. Chỉ cần mình nghĩ được thôi là mình làm được. Rồi giờ có dần nữa không? Giờ tụi em cũng đang tập lại kỹ lại, nói chung mà từ đây tới tối cũng dọt thêm vài lần nữa mới trang điểm. Dạ. Không, giờ lần cuối cùng nữa thôi rồi đi trang điểm đi. Dạ. Rồi trong đầu mình nghĩ là hôm nay mình làm thiệt ngon là xong rồi đó, chứ không cần phải giật tới giật lui gì nhiều đó. Giật xương nữa thôi. Thì đó, một lần nữa thôi, xong đó bắt đầu là chốt rồi đi trang điểm, diện đồ lên thiệt là đẹp lung linh lấp lánh vô. Dễ mà. Chắc là tối nay là lên đồ. Tính lại cái miếng tính lại cái miếng phóng xanh nè. Miếng thả cá nè. Phóng xanh thả cá hả? Suy nghĩ kiểu đó chưa quay, chị chưa quay TikTok vẫn được. Làm từ thiện, bà làm từ thiện ra, đem ra phóng xanh, phóng rùa. Thôi, thả con rùa thôi là xong rồi. Không có đâu, lật con rùa lấy cái mai điêu khắc. Khắc tên. Phải khắc bằng sơn, bằng mực không nói, lấy dao điêu khắc. Nghe gì ớn trời. Cái đó phóng xanh, phóng cho người ta biết tên mình. À ý là nó có bơi đi đâu còn thấy lâu lâu thấy tên mình đó hả? Đó, kiểu vậy đó, cho tao biết tên bảo phóng xanh. Cái đó gọi là quá xanh nó rồi chứ phóng xanh gì nữa trời. Thôi tiêu cực. Chưa đâu mà khắc địa chỉ vô nữa. Không mà tối nay tụi em diễn ở cái đó hả? Có. Có thiệt luôn đó, khắc địa chỉ vô. Bữa nào bà hên đó, bữa nay bà hên, bữa nào bà nghiệp bà đi. Bà vừa phóng rùa ra, phóng miếng rùa sổ đỏ đó. Đang trong sổ đỏ phóng rùa ra cái công an phóng vô bắt bà luôn. Trong danh sách đỏ. Danh sách đỏ. Bà phóng nhầm rùa trong danh sách đỏ là vừa phóng xong công an sẽ phóng vô bắt bà luôn. Đúng rồi đó. À mà cái miếng đó thì thường nãy có miếng cá. Sao? Đầu đuôi sao? Đầu đuôi sao? Kể cả giữa ơi. Không gian đang lắm lắng động. Lắng động gì? Ba chàng ngựa lâm vô là bên này có cái tim tim cho bụng bự nói thẳng đi. Không, bụng mỡ đúng không? Không. Nhưng mà em cho nãy vô nhóm em nè. Không, comment là tôi là bụng mỡ đó, comment vậy luôn á. Ai comment? Nhỏ kia kìa. Ai dám comment? Nhỏ dung bạc phận á. Lá khen. Không có comment là comment sao tôi muốn quỷ kết bạn ghê. Lóc luôn. Cái bụng ba như vậy đâu có nói là bụng mỡ được. Cái bụng tư vậy đâu có nói là bụng mỡ được. Như vậy cũng không gọi là bụng mỡ. Mình, là bụng sao? Mình dùng cái từ ú. Khen mày. À thế à. Bà Giang ú, rồi tư ú, được ú, nghe nó dễ thương. Ú vàng à, quá đạo chửi mình á. Đâu có. Chị nghe em hát bài hát đưa cậu tư vô hả? Thôi khỏi đi. Thiệt má, giờ thời này không ai mà chê nhau mập chứ chê nhau béo gì hết trơn á, không có nói vậy. Không, mà nãy giờ con cái gì, con tâm sự với Tuấn hả? Bé dạ. Tuấn đó, tâm sự gì vậy? Tâm sự tối đêm nay thôi. Dạ. Đang nói kịch bản. Con tâm sự đợi gì, đợi làm gái hả? Thôi, có làm gái đâu mà đồ người ta đi làm gái, đúng, chết đúng. Người ta luôn. Đúng. Con làm gái của ai đi chợ. Ủa mà tối nay làm gái hả? Không làm gái, chuẩn mà chị thấy. Thì tối nay làm gái. Làm gái. Ủa, tối nay làm gái. Là đóng con gái đó. Chứ không phải là làm gái. Yeah. Nhớ cậu đâu nha. Con gái chứ không phải là làm gái. Nhưng mà cạo râu cho thật nha. Không em biết mà tại râu em lẹ mọc lắm cho nên là không có dám cạo sớm. Cạo sớm chứ. Không, tối nay em quá trai em để râu vậy chị. Hơi ghê lắm. À. Nó thành cái điểm nhấn á, biết không? Ghê sao? Ừ. Vậy là phải công nhận những người lấy cô con gái này hơi bị đỉnh. Nó lấy em nè. Nó lấy đóng chồng em. Ghê trời. Trời. Thì vậy nó mới phải lên đây nó hát chứ. Cái cổ rồi. Không mà bữa nay con sơ xuất có bà. Sao vậy? Chị có cái bài tiền đó. Tiền gì? Chị bài có cái thu cái bài tiền nhiều để làm gì rồi đó. Phải mà lên sớm chút là con xin hát cái chỗ đó rồi. Chà. Tiền nhiều để làm gì? Làm gì để nhiều tiền? Con tập cái bài ba nói chưa? Em nhớ rồi. Chị có bài đó luôn. Hồi Tết là chị có kể bài đó đúng không? Chị thu rồi, nhưng mà chưa được hát bài đó khi nào.
ba mới nói gì Dung là hổm rồi kêu Dung tập mấy con lụa đó, tập cho Dung chưa? Bài Thủy Triều á. Thôi Thủy Triều cái bài đó hơi khó, cái bài đó nhắm mắt lại nghe nào cái chị Dung hát là ra bolero luôn á bố. Không bài hay lắm á, bài đàn trên á. Thì ba nói là tập cái bài Thủy Triều để hát đúng không? Ừ, bài đó đúng với con luôn á. Nhưng mà bài bữa... con hát con không có đứng yên, con giật giật á. Bài... cái vũ đạo đó cũng không. Không, tuần này con sẽ đứng yên, tuần này con sẽ đứng yên, tuần này con không, ngoan. Không, bây giờ em nghĩ là chỉ hợp với năng động hơn. Còn thí dụ mà chị cảm thấy mà mình không năng động được á thì bữa đó mình đứng lên. Ok. Tăng động, tăng động. Năng động, năng. Năng động. Năng động. Sao ba thấy dùng tăng động chứ? Ủa thì lâu lâu cũng phải giống như là mình đổi á trong con nhưng người tối mình. Tối nay có nhảy không? Không. Nhảy đi, tối nay nhảy đi. Tối nay nhảy thôi động không à? Bé Võ Lê My hát là nhảy thôi động không á? Không. Phải nhảy, chị phải nhảy. Thôi tối nay không nhảy. Nhảy đi. Không, tối nay không nhảy. Nhảy đi. Thôi. Nhảy. Nhảy nó bung chị á. Ghê quá. Ủa chỉ gì? Chỉ gì? Ghê quá. Chị nói gì vậy? Chị nói gì vậy? Trời ơi, mệt ghê. À. Hổm rài là gọi là bế quan luyện công là đi may giá cái gì đó. À. Đúng đi. Không? Đó đi may trời giá trời cái trời gì trời đó. Trời. Thì bữa nay mới là xuất hiện là coi như là mới lành nè. Ờ. À. Mà sợ tối nay như quậy rồi nó bung chỉ. Mà mai cái gì mà đi cành họ cành họ. Đi đi đó, chân chấm chân phải, rõ ràng là chân chấm chân phải. Ê tôi. Dạ. Tôi cười là nó đang bị đau nha. Ủa vậy là bây giờ chị đau cái chân hay là đau ở đâu mà cười đau? Kể bố nghe, cái này là thông tin mật. Bây giờ mình mới biết là bên anh Na đồn. Nghĩa là một người thì nói xếp đi cà nhắc. Còn người đi chân chấm chân phải. Còn người nói nằm liệt giường rồi không có qua. Ủa lại mấy bữa nay cũng ngồi live mà. Ờ mà không biết sao mà chị sống tốt ghê luôn á. Không mà quay có cái mặt cận không à. Quay live, lúc đó live có cái cận không à. Không biết ở dưới mày giá gì tao không biết. Hay đang chị ta tút mày đồ. Đừng có nói nữa, đang cười, cười nó đau. Chị Dung cười đau nha, đừng có nói chuyện gì cười nữa nha. Ok, nhưng mà đau đâu vậy? Đau bụng. À cái chuyện mà cười đau bụng là chuyện bình thường mà ai cũng vậy. Cười đau bụng đó, người ta nói là cười đau bụng. Đúng. Thì sao? Ờ thì cười đau bụng. Thì có gì đâu, bình thường. Thì là may bụng. May bụng hả? Thẩm mỹ gì á bụng trời. Hút mỡ hay gì? Không. Dung chắc hết mở rồi, còn chỉ đâu mà rút. Thôi mệt ghê, đừng có đoán non đoán mò nữa, tóm chị lại. Chị nói luôn đi. Chị nói đi. Tóm lại á. Bậy á. Bao bì. Không lẽ như vậy. Bầu thì đã mừng rồi. Ôi mừng hả? Mừng chứ. Con cái là trời cho mà. Bụng. Bây giờ mà sanh đứa nữa cũng vui mà ba. Mai bụng mai đâu. Hỏi chi? Cái thằng kia. Không, ý là ví dụ như mày ở đây hay là không cách không? Cách rúng một gan, cách rúng một gan là đi rúng hay đi lên. Đây đang cái rúng một gan đi rúng hay đi lên đi trái hay phải, trời ơi cái rúng nó nằm ở giữa. Ủa này lá lách hả bà? Lá lách hả? Nó đau bụng quá trời ơi. Tao đo một gan mà đi đo xuống rồi tao không dám. Tao nói lịch sự tao đo lên. Dạ mặc định rồi, đó lên gì đi. Đâu qua trái, lách đâu qua phải. Đừng có nói, nó cười nó đau. Bên này là ruột thừa nè. Đây là ruột thừa. Vậy là bên này hả? Bên này ruột thừa, bên này bao tử. Trên này lá lách. Còn... ăn gì mà phải đi mổ bao tử. Lá lách. Lá lách. Bé hả? Thì tấm lại là như vậy. Nói chung là nói hành nói xấu người khác quá. Xong rồi tức tối để trong bụng. Cái xong rồi nó ung nó xì ra. À. Xì ghê quá. Thì đó. Thành ra là phải giải quyết. Bữa giờ ở nhà bế quan 4-5 ngày để dưỡng thương thôi. Lên núi. Ừ. Hèn chi, phải ngồi ba lai quay có cận phải không? Là 2 ngày vừa rồi lai được là ngồi dậy lai đúng hai cái lai đó xong rồi đi ngủ tiếp á. Ủa nhưng mà khoan chị. Sao? Vụ gì? Mặt công nghiệp. Chị bị gì mà Anna Kiều cũng đi nằm viện. Anna Kiều là một câu chuyện khác. Anna Kiều là đi câu chuyện khác. Ừ. Kiều. Nhưng tại sao nó lại trùng hợp không, thì Kiều có sao rồi. Đâu Kiều về rồi. Về rồi thì đúng là Anna Kiều về là cùng cái thời điểm mà chỉ bế quan luôn đó. Không trước luôn không biết cái đó. Là Anna Kiều có đăng post lên là Kiều khỏe rồi, mọi người là Kiều nó về được 2 ngày là tới chị đi. À. 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 À thì đúng rồi chứ mình đâu có biết trước Kiều được khỏe rồi.
kiểu mà đặt đặt phòng bệnh viện dài hạn á, mà về sớm quá nên phải vô thế cái gì? Không có, tại vì lỡ bút cái phòng đó theo tháng. Bây giờ Anna lại có người khác thế vô đó rồi. Ghê vậy sao? Dạ. Cái phòng VIP thì mình không có để trống được. Tụi con cứ thay nhau cắt hết đinh cái này đến cái kia thôi ba. Chắc bữa nào cắt một tay cũng vô trong nằm. Cắt cái này, cắt cái kia. Làm da anh. Mấy cái đợt làm da. Vui mà. Này khỏe chưa? Con khỏe rồi. Có điều... Vậy là mình bớt không cười, không nhảy rồi đúng không? Đúng rồi, đừng có vận động mạnh thôi. Ok. Nhưng mà hát nhép được. No. Hát nhép mắc cười lắm. Thì tới mình sẽ đứng kế Tư Ú kìa, xong rồi tới nữ ca sĩ nào đó mà hát thì mình sẽ nhép. Nhưng mà mình sẽ hạn chế đưa máy về, lia máy về hướng bạn đúng không? Đây lia máy tới là bạn nhảy, lia máy tới là bạn nhảy. Không, không đó, đó chừng nào bạn nhảy mình mới lia máy qua chứ. Không, tối nay con không có nhảy. Hôm nay con không nhảy. Thành ra là bố yên tâm. Buồn rồi. Tối nay nhạc sôi động nhưng mà buồn á. Tối nay buồn rồi. Không ai nhảy hết. Con nhảy đi. Con quay vậy thôi. Đâu nhảy. Có Trần Dũng ngồi canh máy cho con. Có bà ngoại, có cô giáo kìa, mọi người sẽ ra nhảy chứ gì đâu. Không phải hả? Chắc tối nay bà ngoại đến chứ. Bà ngoại. Ủa mén đi đâu mén? Bà ngoại tóc bạc bạc đó, con bà ngoại hay đến hỗ trợ đó. Nhưng mà nãy giờ ngồi nói chuyện với cô giáo bên kia, con phát hiện ra mình cần phải học cô giáo đó rất là nhiều điều. Mấy cô đó, cô là cô giáo. Cô đội nón. Cô mà mặc bộ áo dài đỏ đội nón đó, hai cô đều cô giáo luôn. Nhưng mà cái cô áo đỏ đó đó là phải học cổ. Cô cứ lãnh lương ra là cô mua vàng cái đã, cô đeo trước. Ê, nói vậy là tháng này cổ hơi bị giàu luôn á. Thì quá trời, từ 7 mấy triệu lên 8 mấy triệu luôn. Thì có nghĩa là cô, ví dụ như lương của cô là 10 triệu đi. Cô sẽ mượn tiền cô mua cho đủ 2 chỉ. Xong rồi cái từ từ cô kiếm tiền cô trả nợ, cái cô có 2 chỉ vàng. Mà cái này là bạn con nó chia sẻ cho con là cách đây mười mấy năm rồi. Mà bạn con nó rất là giàu. Nó để được cái đống tiền, cái đống vàng của nó. Mà mỗi lần mà nó kẹt nó đem ra ngoài cho người ta cầm tạm mấy ngày á, là cầm được cả mấy tỷ á. Là nó mua vàng vậy không á. Nghĩa là nó cứ dư dư cái nó mua, nó quăng cho đó, dư dư mua quăng cho đó. Hoặc là vàng miếng, vàng nhẫn rồi. Cái đó là theo lối sống truyền thống của ông bà mình xưa. Không, ông nhưng bà mà xưa là có nhiều là mua. Nhưng mà nó chia sẻ mười mấy năm rồi mà con làm chưa có được. Con mua tới cái gì nữa, con mua vàng. Là chị Dung mua đất, mua... Con muốn mua vàng. Trời đất ơi. Con muốn mua vàng. Bà Dung cũng lẽ khai thiệt chứ. Có mấy căn nhà. Không có. Bố đừng nói, đừng nói. Đất thì không nói rồi đó. Đất thì không nói. Đất thì vô chừng lắm con. Không có. Mấy căn nhà trời đất ơi. Tại vì á, nhà con có là do con đu bất động sản với người ta, sau đó nó kẹt lại thì nó có nhà thôi ba. Chứ cũng không phải là gì. Ví dụ như người ta xui nói xui cái có nhà thôi. Xui có nhà. Xui quá ha. Giống như là à cũng mua xui vậy đó. Không có, con hay đu sống mà đu cuối sống á. Có nghĩa là cái lúc mà bạn con nói ê căn này được, con ngon vô là con vô cái lận dính xương. Đợt nào cũng vậy hết. Xong rồi căn Hà Đô của con giờ là cũng vãi luôn. Căn Hà Đô con hả? Bao nhiêu người mơ ước. Trời ơi. Bao qua chỗ dân á. Dạ. Dân á là ba đó thích rồi. Bên khu đó dân mình. Khu chỗ nhà Vân á hả? Khu đó ấy mà, khu đó cao cấp mà. Cao cấp mà đều tính ra cái giá sao bằng nửa Hà Đô. Tính ra giá thành bằng nửa Hà Đô. Thì đúng rồi, bên kia Gò Vấp, còn bên này trung tâm quận 10 đó, bởi vì cái nhà của con mới là ngon hơn. Trời ơi. Ngay trung tâm sẽ phải lại đâu đó cũng tiện. Thôi, nói chung là nhà cửa, nhà đất mình tính sau đi. Cứ từ từ cái mình ráng mình tích góp vô cái mình mua. Nhưng mà cái quan trọng nhất là học cô giáo á. Học mua vàng thôi à, còn học gì nữa không? Bây giờ là con thấy cái này nó hiệu quả thật sự. Tại con thấy có bạn, rồi một đứa nó cũng vậy luôn. Rồi bây giờ thấy bà cô giáo này nữa. Thật sự mà nói á, bình thường nó cũng chẳng là cái gì đâu. Ai cũng biết điều đó, nhưng mà đều tại vì người ta phải tính toán, người ta làm ăn kinh doanh, người ta xây chuyển cái đồng tiền, hiểu không? Còn mấy người mà người ta không có kinh doanh gì mạnh mà lắm á, thì người ta kiểu vui, người ta mua, dành dụm người mua. Với lại gọi là ông bà mình nói là gọi là tích góp á. Cái từ gọi là gì ta? Đại khái là coi như là họ tích góp từng chút một á, thì mới thành cái đại, thành cái lớn á. Tích tiểu thành đại. Tích tiểu thành đại, giống nghĩa vậy á. Tích cục nhỏ thành cục to, ý ba nói vậy đúng không? Tỷ phú do cần mà. À, đúng rồi. Cái gì vậy tư? Với lại tư tư bình mấy bữa nay là có rụt rịch mấy vụ chiến tranh rồi đó. Kia rồi đó, tin đồn rồi kia, thành ra là cái vàng nó lên đột biến á. Thành ra mình thấy hiệu quả thôi, chứ bình thường nó cũng đứng chậm chậm mà. Không. Có nghĩa là nó lên hay không lên giá, nó hay không lên giá, nhưng mà ý là cái sự tích góp của người ta như vậy á, con nghĩ là mình cũng nên học hỏi chút. Mỗi tháng mình tích vô chút mình quăng cho đó.
giống như là tiền chia ra ba hụ vậy đó, hụ tiết kiệm, hụ để tiếp tục đầu tư kinh doanh, còn hụ nữa mình làm từ thiện. Ba hụ nó liên quan tới vàng thì cái hụ, một hụ tiết kiệm là cái hụ vàng đó, còn một cái hụ đầu tư kinh doanh thì trong đó nó cả có cái phần tính, ví dụ như theo như ba nghĩ á, như mấy chục năm sống trên đời thấy á, đất nhà thì nó bao giờ nó cũng hơn vàng, cái lợi nhuận nó khủng khiếp, nó tăng hơn á, phải không? Mà ông bà mình nói xưa á, giống như là mình muốn, như mà tiền mua bạc vàng á, là phải mua quan mua chức đó, xong rồi kế đến là những thấp thấp xuống chút, đúng không? Thì cái thằng mà nhà dưới đất á, bao giờ nó cũng có lợi nhuận nó tăng kinh khủng hơn là mua vàng. Cái dạng mà sau này khoảng mấy chục năm nay á, thì những cái câu nói truyền thống của ông bà mình á, là giống như mình mua vàng để dành cho người xưa đó. Cái suy nghĩ của ông bà mình đúng chứ không đúng, mà được cái thời điểm gì nó không còn hợp lắm. Con thấy ba nói mấy bữa nay này nó có cái đợt là cái chiến tranh chứ biết là nó rồn rập rầm lên á, thành ra người bắt đầu cán nước họ bộ vùng, họ mua vàng tích lũy, tại vì cái đó là nó giống như là một cái biện chứng của một quốc gia, nó bắt buộc nó phải có cái đó để nó cái ngân khố á. Nó giống vậy á. Lúc nào phải có quốc gia nó cũng phải chữ vàng, lúc nào cũng phải cho nên là nó đột biến là vậy thôi, chứ bình thường thì nó sẽ không có trường hợp vậy. Bạn con á, cái con mà con nói là nó để dành vàng đó, nó mua miếng đất ở Phú Quốc 350 giờ nó 20 tỷ. Thì đó, thì nó đất thì nó nhanh lắm. Nó tăng, mà nó tăng gấp nhiều lần. Đúng rồi. Một lần tăng, nó tăng gấp nhiều lần. Đất với nhà rồi nó nhanh lắm. Trong khi hồi đó là con không có, nó rủ con mua, con nhưng không mà tại sao mà đất với nhà, mà tại sao lại đất thôi là đã ngon rồi, tại sao phải có kèm nhà nữa? Thì nó có hai phương án để mình kinh doanh. Thì mua đất á, thì nó lợi nhuận cao hơn mua nhà thiệt, nhưng nó bị cái chuyện mà yếu tố là hên xui rất là cao, thì xác suất á, có xác suất hơn là nhà. Nhà thì ổn định ở cái mặt giấy tờ này, thổ cư nè, thì khi mình mua nhà nó lợi nhuận sẽ ít hơn đất, nhưng mà nó bền, nó đảm bảo hơn. Còn mà nếu mình máu liều á, mình mua đất thì khi đất á, mà nó trúng khủng khiếp. Nếu mà ba đang nói như vậy là mua đất miếng lớn á, mua mà mình gọi như là mua đón đầu quy hoạch á, thì mới rủi ro thôi. Rồi. Còn không thì mình mua đất mà phân sẵn khu dân cư đồ này kia cũng được. Như vậy thì nhưng mà nó không bằng kia. Đúng rồi, nó sẽ không có đột biến. Là mang liều thì nó vậy. Dạ. Thôi nói chung mấy cha con nãy giờ là càng nói càng xa rồi đó, bắt đầu đến nó rất là vĩ mô rồi. Mình quay lại miệt vườn nha. Tối nay thì sẽ đêm nhạc tối nay là cái gì vậy? Là đi đâu? Chị cứ kết đi, chị cứ kết đi rồi. Trời đất ơi. Dạ thì tối nay tự nhiên cái đi hết mất tiêu luôn á. Trời ơi, còn bên kia nữa bà con cô bác. Đó, bây giờ là tự nhiên rồi bỏ ta đi hết trơn luôn rồi ngồi bên kia. Nói chung là chuẩn bị cho đêm nhạc tối thứ bảy hôm nay. Và tối hôm nay thì Dung sẽ không có phụ dẫn với lại sư phụ, và sẽ có MC Huỳnh Thơ. Hôm nay Huỳnh Thơ sẽ dẫn, cũng như là tối 20 thì Huỳnh Thơ cũng sẽ dẫn cùng với lại sư phụ luôn. Hôm nay thì Dung đến để giao lưu, cũng như là sẽ với một cái vai trò là nhà tài trợ. Dạ, cảm ơn quý bà con cô bác, xin phép kết cái clip ạ.